Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại của để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 9 năm 2023 và cũng là tối Trung thu ạ. Em chúc cho tất cả các anh chị và các bạn, những người yêu lan, có một buổi tối Trung thu thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng em đang về rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Nhiều những cái dòng hàng mà sẽ cho hoa Tết, hoa xuân với giá vô cùng là yêu thương luôn ạ, của buổi tối đêm rằm hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giao báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan dáng hương tam bảo sắc mà có lẽ bất cứ một ai chơi lan cũng không thể thiếu trong sân vườn. Đó, những cây dáng hương tam bảo sắc mà đẹp như thế này, vừa tầm ghép, em có cả những cây dài và những cây vừa tầm xinh xinh như thế này cô chú anh chị nhé. Đảm bảo mỗi cây sẽ cho cô chú anh chị từ 1 kèo đến 2 chùm hoa ở mùa xuân tới này ạ. Và cây này thì nhìn cây rất là khỏe như thế này thì sẽ là những cây nó ít bị rớt lá chân nhất ạ cô chú anh chị. Em bán với giá chỉ 140.000 trong 1 kg thôi. Và tiếp sang bên đây thì em có cái dòng lan tiểu hồ điệp ạ. Nói là cái dòng lan tiểu hồ điệp thôi nhưng mà thực chất thì những cái bông hoa của tiểu hồ điệp này cần hoa có thể vươn dài từ 4 cho đến 50 cm. Hoa đa màu sắc luôn, nó như là một cái bản giao hưởng của sắc màu luôn ạ cô chú anh chị, rất là tuyệt vời luôn nhá. Dễ thuần dễ chăm. Em bán một cái 1 kg này với giá chỉ có 130.000 thôi ạ. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg tức là 39.000. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những cái phần tiểu hồ điệp, làm có thể trồng được 1 cho đến 2 chậu tiểu hồ điệp mà đủ sắc màu khi mà mùa hoa đến cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Đùi gà tròn vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Cô chú anh chị nào mà đã từng thưởng thức mặt bông gà tròn vùng Cao Bằng thì đều có một cái cảm nhận rằng là so với những vùng miền khác thì ít có vùng miền nào mà có mặt bông đẹp như là gà tròn vùng Cao Bằng. Cây bây giờ đã thắt ngọn xuống, bắt đầu xuống lá rồi, hứa hẹn sẽ là một mùa hoa tuyệt vời ạ. Hàng gà tròn vùng Cao Bằng thân nhìn như là gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa ấy, thì mắt nhung đen rất là tuyệt vời luôn nhé. Em bán với giá ở đây chỉ có 150.000 trong 1 kg thôi. Đó, giá của gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Từ trước đến nay chưa bao giờ rơi dưới 180 mà hôm nay ạ chỉ có giá là 150 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. À đây ạ, bên này đây em đang có một phần là 0,3 tiểu hồ điệp đây ạ, cô chú anh chị nhìn này. Một phần rất là nhiều như này cô chú anh chị có thể về trồng khoảng tầm 2 chậu đúng không ạ? Thì chỉ có giá 39.000 thôi này. Rồi sang bên này đây thì em có những cái cây dáng hương đuôi sóc, hàng lá xếp cực xinh luôn như này. Đó, những cái cây mà cô chú anh chị trồng chậu hay là ghép lũa rất là phù hợp luôn đúng không ạ? Giá ở đây em bán có 120.000 trong 1 kg ạ. Mạc xuân hay còn gọi là địa lan mạc quân tử, một cái dòng lan cũng rất là dễ thuần dễ chăm mà hoa nở vào thời điểm Tết nhá. Những cái bông hoa thực sự trang nhã tuyệt vời luôn. Bây giờ cây đang bắt đầu là ngậm nụ rồi. Dòng này thì phải nói là vô cùng là dễ thuần dễ chăm. Em bán ở đây với giá là 90.000 trong 1 kg. Và một cái lô dáng hương quế tím, cái lô này chắc tầm hơn chục cây ạ. 10 cho đến 20 cây. Đó, cây thì không phải lớn lắm nhưng cô chú anh chị nhìn ạ. Cây lá xếp rất là xinh và cả lô như này em bán với giá chỉ có 40.000 thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng nhạn tháng 4 nhá. Hoàng nhạn tháng 4 ạ. Cái dòng lan hoàng nhạn này em bán với giá là 550.000 trong 1 kg. Nhìn những cây hoàng nhạn này thì mặc dù không lớn lắm nhưng cô em thấy là về nhìn chung em thấy là những cây hoàng nhạn này bản lá nó rất là to cô chú anh chị ạ. Là những cây có thể cô chú anh chị mang về trồng của tương lai sẽ cho cô chú anh chị những cái bông hoa rất là đẹp, những cái cây thân lá rất là đẹp luôn nhé. Em sẽ bán từ 0,1 kg ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em này, một cái lô 0,1 kg là 55.000 thôi ạ. Cô chú anh chị có thể sở hữu một lô như này. Đấy, lô này em gọi là lô số 1 này. 55.000 là tương ứng với 0,1 kg. Lô số 2 cũng là 55.000. Đấy, 55.000. Và đây ạ, cô chú anh chị nhìn ạ, cái lá của nó rất là to đúng không ạ? Cô chú anh chị em thấy là rất nhiều cô chú anh chị đều muốn sưu tầm những cây nhạn 4N đúng không ạ?
Cô chú anh chị nếu như tìm hiểu kỹ thì cô chú anh chị biết rằng riêng dòng nhạn 4N thì nó cũng là từ cái cây nhạn rừng của rừng thôi nhá, mà được nhà vườn Thái người ta nhân giống lên và hiện tại thì người ta bán ra với những cây rất là đắt đỏ, chứ không, nó không hề là những cây lan đột biến gì cả. Bởi vì và hơn nữa cô chú anh chị thấy là những cây nhạn rừng này này, nhiều nhà vườn hiện tại của Việt Nam mình người ta đã trồng được những cây nhạn thuần mà cây to đẹp không khác gì nhạn 4N luôn. Thế thì ở đây mình đang có những cây lan giống hàng rừng đẹp như thế này, tại sao mình không tận dụng đúng không ạ? Số tiền 55.000 để cô chú anh chị có thể có cả một cái lô, một cái lô lan hoàng nhạn đẹp như thế này. Này đây thì em có một cái lô một ôm kiểu vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng đấy ạ. Một lô này thì em xin phép được bán nó với giá là 50.000 cho cái lô kiểu vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng này nhá. Và sang bên này thì em có một cái lô hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ đấy ạ, 40.000. Và lô số 2 em cũng bán với giá là 40.000 này. Và bên này đây thì em có hai cái cây đai châu Thái nhá, hàng bóc trụ viền Việt Nam, và hiện tại thì cây đang là mùa cái mùa bán rễ rất là đẹp luôn. Hai cây này em bán 100.000 này cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mua những cái chậu lan đai châu như này, người ta bán theo chậu thuần ấy ạ, chắc không dưới 100.000 cho một chậu đâu. Đấy, mà đai châu mùa này thì là cái mùa vép rất là đẹp, không tội gì cô chú anh chị mua hàng thuần đúng không ạ? Bên này thì em có một cái cây châu lá kẻ này, cây châu lá kẻ rất là đẹp luôn như vậy. Và cây châu lá kẻ này không hề lỗi lá mà cực nhiều cặp lá luôn, đẹp như vậy này. Em bán cái cây này với giá là 400.000 nhá cô chú anh chị nhá, 400.000 cho cây châu lá kẻ. Và bên này đây sẽ là dòng địa lan Trần Mộng Xuân ạ. Một cái loại lan mà khi nói đến dòng hoa chơi Tết, một cái dòng địa lan mà khi nói đến hoa chơi Tết có lẽ là không thể nào mà không nhắc đến. Đây là một cái dòng lan thuần Việt, thuần Việt mà cái mặt hoa cực kỳ là đẹp mà đáng thưởng thức, sưu tầm trưng trong những ngày Tết đến xuân về cô chú anh chị ạ. Với cần hoa độ bền phải tầm trên phải trên 2 tháng ạ. Độ bền trên 2 tháng cô chú anh chị nhé. Và không phải chỉ chơi hoa mà cô chú anh chị có thể chơi lá quanh năm. Với cái lá xanh rủ rất là đẹp như thế này, khi cô chú anh chị trồng trên một cái chậu, một cái đôn trước khoảnh sân có thể tạo ra một cái không gian xanh rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và cái dòng Trần Mộng Xuân bây giờ thì hàng đang bắt đầu là nhú rất là nhiều nụ luôn. Đó, cái mùa nụ là cái mùa ghép rất là đẹp của dòng Trần Mộng Xuân đấy ạ. Ở đây thì hôm nay em đang chia những cái khóm rất là nhỏ để cô chú anh chị có thể vừa tầm trồng những cái chậu sưu tầm rất là đẹp luôn. Và giá nếu như cô chú anh chị mua cân thì em sẽ bán với giá là với giá sẽ là 80.000 cho 1 kg thôi. Hoặc cô chú anh chị chọn lựa theo giỏ ở đây, theo phần ở đây thì cũng được. Ở đây thì em đang có hình này, em gọi là cái hình số 47 này cô chú anh chị này. Một cái phần mà có rất là nhiều giả hành, một cái rề rất là đẹp như thế này, nhiều giả hành nhá. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là một số cây là đang bắt đầu là lên nụ. Cô chú anh chị này, một số cây đang bắt đầu là lên nụ nhá. Cây đang ngậm nụ hoặc là đang lên nụ ạ. Và cái rề Trần Mộng Xuân này này, đảm bảo cho cô chú anh chị là chắc là sẽ có một mùa hoa Tết rất là đẹp luôn. Đây ạ, cây đang bắt đầu là lên mầm nụ như vậy này. Cây này mầm nụ nó hơi muộn hơn một chút sao ấy. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là có bao nhiêu thôi ạ? Hình này bán với giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Em gọi đây là cái hình số 47 đấy ạ. Hình 47 một khóm rất là nhiều như này, to được một chậu đẹp luôn, có 150.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 48 ạ. Hình 48 đây. Đó, cái chỗ này nụ rất là đẹp luôn đấy ạ. Nụ rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Nụ này thì như nhà em là chơi hoa từ Tết cho đến tháng 5 luôn. Hình này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho cái rề này đấy ạ. 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 49 này cô chú anh chị này. Một cái rề mà chi chít là nụ luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, nụ khá là cao luôn này. Đẹp, rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và cái hình này em xin phép được bán nó với giá là 190.000 cho cái hình số 49 và hình số 50 đây. Hình 50 cũng là một cái rề lá xanh mướt căng rất là đẹp luôn. Đấy, quá là nhiều nụ cô chú anh chị ạ, đẹp xuất sắc luôn. Hàng này mà hoa Tết mỗi một cần hoa người ta phải bán tầm 150 cho đến 200 một cần hoa. Đó, và em bán cái hình này với giá là 180.000 cho cái rề này cực đẹp ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 51 này. Cái rề này cũng vậy, giả hành này, cô chú anh chị căng bự rất đẹp luôn và nụ đang bắt đầu nhú như này thôi. Vừa cực xinh luôn cô chú anh chị ạ. Đó, có những cái nụ nó cũng hơi cao một chút thì nó cũng vận chuyển nó về ảnh hưởng đấy cô chú anh chị. Những cái nụ thấp thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn, có những cái nụ bị gãy mất. Cái hình này em xin phép được bán là 160.000 cho dề này. Và sang hình tiếp theo là hình số 52 này cô chú anh chị này, nhìn cái nụ ạ. Nhìn cái nụ đẹp mê luôn như này cô chú anh chị, những cái nụ nó nhú lên ấy. Đó, có những cái nụ đây ạ, cái này này. Ôi trời ơi. Cái hình này em xin phép được bán với giá là dề này là 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 53, một khóm dề.
những giả hành bự đẹp luôn như vậy. Hình này em bán với giá là 110.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 54. 54 cũng là một khóm dề rất là đẹp luôn như vậy. Giá em bán ở đây sẽ là 180.000 cho cái dề này nhá cô chú anh chị nhá. 180.000. Cái dề này thì chắc là nụ cũng hơi chậm hơn nên là em nhìn thấy chưa thấy nụ ở đây. Chắc là nụ ngậm trong kẽ lá này thôi. Ôi. 180.000 cho dề này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 55 đây ạ. Hình số 55, một cái dề siêu đẹp. Đấy, cái giả hành đã căng đét luôn. Nụ này cô chú anh chị, đẹp chưa? Nụ mầm rất là đẹp luôn. Cái dề này em xin phép bán 150.000 nhá. Dề này là 150.000 đấy ạ. Nụ này cô chú anh chị này, mỗi một giả hành gần như là sẽ cho hai nụ hết đấy cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 56 này. Cái dề này em bán với giá là 140.000 cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là những cái cây, cô chú anh chị nhìn cho em, những cây hoa rất là xinh đẹp sắc hồng ở đây. Đó là dòng lan vũ nữ thẻ bài cô chú anh chị nhé. Một cái cây lan mà có thể coi như một cái lá phổi xanh trong gia đình luôn ạ. Đẹp xuất sắc luôn như này. Và một cái chậu lan vũ nữ thẻ bài này, hoa kép luôn cô chú anh chị nhé. Đây là dòng hoa kép ạ. Em bán một cái chậu như vậy với giá là 100, à đâu có 70.000 cho một chậu thôi ạ. Và riêng dòng vũ nữ thẻ bài này là cây lọc không khí rất là tốt cô chú anh chị, để trong phòng khách hay là phòng ngủ, bàn làm việc đều rất là tuyệt vời. Và ngoài cái tác dụng lọc không khí rất là tốt thì cây thẻ bài này người ta quan niệm là một cái cây phong thủy, có thể mang đến tài lộc vận may và sự an lành cho gia đình ấy cô chú anh chị. Nó là cây lan thẻ bài đấy ạ. Và cái riêng những cái bông hoa thẻ bài này này, bây giờ nó nở như này nhá, mà nó phải nở được vài tháng và sau này nó sẽ nở thêm những cái bông hoa tím tím ở những cái ngách này này. Những cái ngách này nữa cô chú anh chị ạ, chứ nó không phải là tàn ở đây đâu. À, sự rất là độc đáo của dòng lan vũ nữ thẻ bài này. Và tiếp sau bên này đây sẽ là những cái chậu giả Di Linh Xuân, mỗi một chậu từ hơn 4 thân trở lên ạ. Em bán hàng này chuẩn ươm ki luôn này, với giá chỉ có 80.000 cho một giò thôi. Trước đây Di Linh Xuân một cái chậu, Di Linh Xuân một thân thôi ạ, cũng hơn 100.000 ạ. Và tiếp sau bên này đây thì em có những cái chậu lan, đây là giả hạc chớp Mỹ ạ. Giả hạc chớp Mỹ, cô chú anh chị nhìn cho em này, một cái chậu chớp Mỹ này nó có thể rơi vào khoảng tầm 2 thân hoặc là 3 thân, như chậu này là rơi vào 3 thân. Cái thân dài nhất có khi là đã gần đến chạm đến cả 1 mét rồi cô chú anh chị ạ. Đấy. Như cái chậu này thì rơi khoảng tầm 4-5 thân ạ. Có những chậu thì nó cũng chỉ có 2 thân thôi. Nếu mà chậu mà có 2 thân thì nó sẽ rất là VIP này. Nó sẽ rơi khoảng từ 80cm trở lên cho mỗi một thân. Còn nếu mà chậu mà rơi vào 3 thân như cái chậu này thì nó sẽ có những cái thân ngắn thân dài. Và đồng giá ở đây bao nhiêu ạ? Chỉ có 80.000 cho một cái chậu giả hạc chớp Mỹ này thôi. Mà trước đây 1-2 năm một cái thân chớp Mỹ hơn 300.000 cô chú anh chị ạ. Bây giờ một cái chậu chớp Mỹ đẹp như thế này với giá chỉ có 80.000 cô chú anh chị nhé. Và đây là cái mặt bông của giả hạc chớp Mỹ ạ. Hoa vô cùng là sai luôn nhé. Phải nói là siêu sai luôn, nụ chi chít luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, mà hoa thì rất là đẹp như này, cực thơm nữa. Một cái chậu như vậy với giá chỉ có 80.000 ạ. Cô chú anh chị sở hữu giúp em hai chậu rơi vào 3 cho đến 5 thân là rơi có 160.000 cô chú anh chị, có ngay một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Đó, giá lan bây giờ thì thực sự như là bán vừa tặng luôn ạ. Và xong bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc này. Thân to nú luôn như này cô chú anh chị ạ. Kiều lộc bắc thì cũng là một cái dòng lan quá là tuyệt vời luôn. Nó nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Những cái chậu rất là đẹp như này. Với giá em bán ở đây là 170.000 cho một chậu nhé. Và tiếp sau bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Với những cái thân thắt đốt sáng bóng và chậu cực nhiều thân luôn. Đó, chậu rất là nhiều thân luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây, với chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này em xin phép được bán nó với giá là 170.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Và bên này đây sẽ là những cái giò làm những cái cây địa lan quân tử. Cũng là những cây mang cái tính phong thủy rất là tuyệt vời, trồng trong nhà, trong phòng khách để tạo cái không gian xanh. Và đồng thời nó cũng lọc không khí rất là tốt, có thể loại bỏ những chất khí độc hại cũng như là loại bỏ ngay cả tia sóng từ điện thoại tivi. 70.000 trong một cái chậu này thôi cô chú anh chị nhé. À, 75.000 trong một chậu chậu này chứ. Cây quân tử này rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. To và hàng lá ngắn, lá nhăn rất là đẹp luôn như vậy nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan chú anh chị này. Mỗi nụ trần mộng xuân bị gãy mất rụng ra đây, tiếc quá đi thôi. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái cây mà lan sẽ siêu VIP luôn, nở hoa vào thời điểm Tết. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị trước, đó là cái cây hạc đỉnh đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng hạc đỉnh đỏ này là dòng lan mà hoa cực kỳ là bền và rất là thơm. Một cái loại lan đây, cái giòn cây này thì đang bắt đầu là 1-2 bông bên dưới chân nó đang nở thôi ạ. Và trên này sẽ là còn rất là nhiều nụ ở đây này cô chú anh chị này. Cái dòng lan hạc đỉnh đỏ thì như là hiện tại ở trên rừng là không có rồi cô chú anh chị ạ.
trên rừng không có rồi, mà có thì mặt hoa của nó cũng sẽ không được đẹp như thế này đâu ạ. Đó, và một trong những cái dòng lan là phải nói là chỉ còn lại nhà vườn và rất là khan hiếm luôn. Thì một cái chậu hạc đỉnh đỏ như thế này, thời điểm bây giờ là đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị thấy là đây này, hàng này sẽ là những cây chuẩn hoa Tết ạ. Dạ, rất là đẹp như thế này. Một chậu hạc đỉnh đỏ có hai nụ, một cho đến hai nụ củ khỏe, đẹp như thế này. Và giá ở đây em bán với giá chỉ có 130.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và hạc đỉnh đỏ thì không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Tự dưng thì đợt này em đã săn được một cái lô hạc đỉnh đỏ này thôi. Từ trước đến nay tìm rất là nhiều nhưng mà không có cái dòng lan này cô chú anh chị ạ. Hoa rất là thơm và độ bền phải tầm trên 2 tháng. Và những cái nụ này ở đây, đây chỉ là một cái bông hoa mẫu thôi nhé cô chú anh chị nhé. Còn tất cả những cái cây của em là đang nhú nụ như thế này để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa Tết đấy ạ. Thưởng thức hoa Tết đấy ạ. 130.000 cho một giò. Bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Ngắm thân lá không cũng đủ, cảm thấy mê mẩn rồi đúng không ạ? Cái thân nào thân đấy, chậu nào chậu đấy rơi từ 7 8 thân trở lên ạ. Rơi từ 6 7 8 thân trở lên cô chú anh chị nhá. Đẹp một cách xuất sắc luôn như thế này, thân nào thân đấy to như cái ngón tay cái ạ. Và lá mít, lá nhăn tròn vo đẹp như thế này. Và một cái giò đen đô xuân này giá ở đây em bán bao rẻ nhất thị trường cho cô chú anh chị là 160.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. 160.000 cho một giò. Đảm bảo cô chú anh chị khi mà sở hữu những cái giò lan này thì sẽ là những cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị biết rồi, dòng đen đô xuân thì sai hoa một cách rất là tự nhiên. Mặt bông nào thì cũng cực đẹp và không chỉ đẹp hoa mà còn rất là bền và lại còn thơm nữa cô chú anh chị ạ. Đây là những mặt bông của dòng đen đô xuân này. Cô chú anh chị sở hữu mặt bông nào cũng không làm cô chú anh chị thất vọng luôn. Đây là một cái chậu tầm chậu 2 thân và Tết đến như thế này thì một cái giò như thế này phải hơn trên 200.000. Và riêng một cái giò đen rô xuân như thế này mà Tết đến mà nở hoa ấy, em nghĩ rằng không dưới 500.000 luôn cô chú anh chị ạ. Hiện tại em bán chỉ có 170.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hàng cây bây giờ đã đứng và thắt hết ngọn rồi như thế này này. Đó, đứng ngọn và rất là đẹp như này rồi, rơi ít nhất từ 6 thân trở lên. Em sẽ gửi cho cô chú anh chị những cái chậu mà không dưới 6 thân nhé cô chú anh chị nhé. Thân nào thân đấy to đùng luôn như thế này, to như hơn cả ngón chân cái luôn, đốt ngắn. Đảm bảo là sẽ là những cái giò lan tác phẩm tuyệt vời ạ. Sang bên này đây cũng là dòng dendro và em có đây là những cái chậu dendro xuân này. À dendro úc mắt đen chứ, đây là dendro úc mắt đen. Hiện tại thì em thấy có một vài thân đã bắt đầu là sưng nụ rồi đấy ạ. Có một vài cây đã bắt đầu là sưng nụ rồi đây cô chú anh chị. Và dòng đen đúc mắt đen này một cái chậu rơi vào khoảng tầm chục thân. Em bán chục thân trở lên nhé. Em bán với giá 220.000 cho một chậu. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây hạc vĩ thiên cung lự bố. Đếm sơ sơ thôi. Một cái chậu hạc vĩ thiên cung lự bố này cũng rơi hơn chục thân. Và một cái chậu như thế này thì em bán với giá là 100.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Hạc vĩ thiên cung mặt hoa đẹp tuyệt vời mà giá thậm chí rẻ hơn hàng rừng rất là nhiều luôn ạ. Rẻ hơn hàng rừng rất là nhiều luôn đấy cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây là mặt bông hạc vĩ thiên cung lữ bố đấy ạ. Đó. Hàng đậm đà như này chứ không phải là nhạt màu như là cái hạc vĩ rừng đâu nhá cô chú anh chị nhá. Giá một cái giò rơi hơn chục thân như thế này chỉ có giá 100.000 ạ. Cô chú anh chị sở hữu hai giò giúp em ạ, hai giò giúp em. Có ngay một cái tác phẩm tuyệt vời mà nhiều cô chú có hôm nay có một duy nhất một anh nhận hàng thôi, em gửi hàng đi chưa có một anh chị nào chê cái hàng này cả. À, nhưng mà có một anh ấy nhận hàng đi, anh nói rằng là hàng em gửi sao mà xấu thế, xấu kinh khủng luôn. Em không biết là một cái chậu dendro, một cái giò lan, một cái giò lan như thế này. Hạc vĩ thiên cung nó đẹp như này, hơn chục thân mà giá có 100.000 thôi. Mà anh ấy chê là hàng xấu thì em cũng không có từ nào để em nói, em phản hồi luôn. Thực sự là em không có từ gì để em nói luôn. Tại vì cái giá lan bây giờ nó quá rẻ luôn cô chú anh chị ạ. 100.000, một cái chậu lan nó đẹp như thế này thì còn chê thì em cũng không có từ nào để em nói luôn ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái giò này là một cái giò lan phụ nữ, ngọc nữ nhá. Cái chậu ngọc nữ này em bán với giá là 160.000 cho một chậu. Và bên này đây sẽ là những cái cây đen rosa da. Đó. Hoa thì nở quanh năm, chậu nhiều thân như này với giá chỉ có 25.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và ba củ thiên nga với cái sắc hoa là nâu xanh cốm và nâu đốm, rất là độc đáo đẹp luôn. Mỗi một cây này năm 3 năm 4 hết rồi. Đảm bảo cô chú anh chị sẽ có mùa hoa đẹp ạ. Em bán một cái cây như vậy chỉ có giá 60.000 thôi cô chú anh chị này. Mặt hoa của dòng thiên nga màu xanh cốm này. Đó, xinh đẹp chưa? Và cái màu hoa nâu đốm rất là độc đáo ở đây ạ.
Bên này là một cái giò dáng hương tam bảo sắc, em bán giò này với giá 100.000. Và ở đây ạ, sẽ là những cái cây hồ điệp mà rất là khỏe luôn như thế này cô chú anh chị này. Mà một cái chậu hồ điệp chưa bao giờ rẻ đến vậy cả, chỉ có 30.000 thôi. Và đây là những cái cây hồ điệp bông đại nhá. Riêng những cây hồ điệp mà cô chú anh chị tự trồng thuần ở vườn nhà mình ấy, hoa sẽ căng đẹp và rất là bền luôn cô chú anh chị ạ. Mà với không biết cô chú anh chị như nào chứ với bản thân em ạ, những cái bông hoa hồ điệp mà tự tay mình trồng được ạ, mình cảm thấy thực sự nó rất là thú vị. Ngắm những cái bông hoa tự mình trồng được, cảm thấy cái công sức của mình bỏ ra ấy, nó được đền đáp, nên là cảm thấy có lẽ là vậy, nên là cảm thấy thực sự nó rất là yêu, rất là thích luôn cô chú anh chị ạ. 90.000 thì cô chú anh chị sở hữu ngay ba cây hồ điệp rất là xinh như thế này. Và bên này đây ạ, em có ba cái chậu cát lea dòng cát một lá bông đại. Người ta không tự dưng mà người ta nói đây là cái dòng lan nữ hoàng của các loại lan ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, bông hoa siêu to khổng lồ, hơn chục thân, chiếm đầy hết cái lòng bàn tay của em như này. Đây là một cái bông hoa tím hồng rất là tuyệt vời như này. Một cái tím hồng đậm nhá, và cái sắc lưỡi vàng pha đỏ đẹp, đẹp rất là đẹp như vậy đấy ạ. Thì cái chậu này hiện tại nó đang nở hoa nhá. Cây này thì em đang trồng vào vườn và đang nở hoa rất là đẹp như này. Em bán cái chậu này với giá là 100.000, à 120.000 chứ. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu nó đang mèo đây. Như cái chậu này em gọi là cái chậu số 18 này. Chậu này em bán với giá là 110.000. Cái mặt bông này cũng là một cái cây tem và cũng là một cái mặt bông rất là đẹp. Mà hiện tại là em không biết nó là cái mặt bông nào, nhưng cô chú anh chị yên tâm nhá. Những cái riêng những dòng cát này thì hoa cực đẹp luôn. Và sang bên này chậu này đang nụ này, ngắm hoa trọn vẹn luôn cô chú anh chị nhá, cũng 120.000 ạ. Và chậu số 20 ạ. Chậu số 20 này cũng đang mèo nụ này, cái mèo này là mèo chắc nhá. Sẽ cho nụ rất là đẹp luôn. Sẽ cho hoa, và chậu này em bán 120.000. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây sẽ là những cái dòng phi điệp cánh viền ạ, cái dòng phi điệp cánh viền. Trước đây những cái dòng phi điệp cánh viền này là một cái dòng lan mà đi dự những cái triển lãm về hoa lan đã được giải rất là cao rồi, rất là cao rồi. Nên là được nhà vườn nhân giống rất là lâu nay, và đó cũng là một cái dòng hoa mà nở vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Nở vào thời điểm Tết một cái mặt bông cực đẹp. Không phải tự dưng mà nhà vườn người ta lại nhân giống bừa bãi một cái cây lan nào đâu ạ. Phải là một cái mặt bông mà nó có điểm rất là đặc biệt và cực xuất sắc thì người ta mới giữ giống nhé. Hàng này thì em năm nào em cũng được bán hoa Tết cô chú anh chị ạ. Thôi, cây bây giờ đã thắt hết ngọn này, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Thân căng và hàng này thì sai bông vô cùng và cánh viền rất là đẹp. Em bán cái hình này gọi là hình số 1 ạ. Đẹp tuyệt vời như này. Giò này em xin phép được bán với giá là 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Nó quá đẹp luôn ạ, 160.000. Cô chú anh chị, thân nào thân đấy to, căng mập luôn. Giò tiếp theo ạ. Giò số 2 đây cô chú anh chị. Phi điệp cánh viền số 2 ạ. Đẹp mê ly cho cô chú anh chị. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị. À 140.000 đi, 140.000. Và sang bên này đây sẽ là hình số 3 này. Hình số 3 em xin phép được bán 130.000 ạ, 130.000. Và sang mình hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Đó, cái thân dài rất là đều luôn, tuyệt vời như thế này. Cây bây giờ đã thắt hết ngọn rồi cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Vài giò này em cũng bán với giá là 130.000 nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 5. Cái giò này em bán với giá là cũng là 130.000 đây cô chú anh chị. 130.000 cho cái giò này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6, cũng 130.000 đấy. Cô chú anh chị cứ ngắm kỹ và muốn sở hữu giò nào thì cứ báo em. Cái giá thể là gỗ, cô chú anh chị về có thể rất là dễ trưng, dễ chăm và không cần phải thay giá thể nhá cô chú anh chị nhá. Cái giò này em xin phép được bán hình số 7 ạ, cũng 130.000 ạ. Và giò số 8 này, 120.000 thôi ạ. Và giò số 9. À, số 9 ở bên này đây sẽ là giò long tu xuân. À, long tu xuân tự tay gia đình em trồng. À, thân thì căng đét như thế này, hứa hẹn sẽ là một cái mùa hoa rất là đẹp. Cái giò long tu xuân này em bán một cái giò lan xinh đẹp này chỉ có giá là 110.000 thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là hình số 10. Cũng là một cái giò long tu xuân cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Cái giò này thì thực sự rất là xinh. À, thân ngắn đều đều tròn mà nở hoa, khi mà nở hoa cô chú anh chị tưởng tượng là treo lên nó sẽ rất là xinh đẹp đúng không ạ. Em cũng bán 110.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này, long tu xuân số 11 đây, cũng 110.000 cô chú anh chị nhé. Hình số 12 ạ, 130.000. Và hình số 13 cũng 110.000 đấy ạ. Và long tu đá hoa tím này 14 ạ, dòng long tu đá nhé, 14 110.000. Và 15 cũng là 110.000. 16
cũng là 110.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Trước đây mỗi một thân 5 cánh trắng họng hồng rơi trên 300.000 một thân ạ. Và cô chú anh chị cùng em ngắm ạ, những cái giò 5 cánh trắng họng hồng đây nhá, cô chú anh chị nhá. Những cái tác phẩm 5 cánh trắng họng hồng đây ạ. Với ở bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều, mà dưới ánh nắng nữa thì thực sự rất là lung linh. Đó, hoa sai bông cực kỳ là sai bông với 5 cánh trắng nuột nào cái họng hồng rất là nổi bật luôn ạ. Đây, những cái mặt bông của dòng 5 cánh trắng họng hồng đây cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp, rất là đẹp luôn ạ. Và dòng này cũng là cái dòng trong những dòng hoa nở vào thời điểm Tết này, 5 cánh trắng họng hồng một cái giò này. Em bán với giá chỉ có 110.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị đến cho em bao nhiêu thân ạ? Đó, chắc chắn là sẽ cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm tuyệt vời. Dòng này thì xoay hoa lắm luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp theo sẽ là hình 24, em cũng bán với giá chỉ có 110.000. Hình 25 ạ, cũng với giá có 110.000 thôi cô chú anh chị. 26 ạ, ba thân nụ luôn. Đó, cô chú anh chị này, để như vậy này, hoặc là cô chú anh chị uốn thẳng nó lên cũng rất là đẹp luôn, ba thân to đùng luôn. Em bán với giá cũng là 100. Giò này với giá là 110.000, cũng là 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 72, cái giò này em bán với giá 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Ba thân to nú luôn. Và hình số 43, chậu này chỉ có hai thân thôi ạ. Chậu này hai thân nhưng mà mỗi một thân dài to đùng luôn, 70-80 cm. Và chậu này em bán 100.000, 100.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 29 này, chậu quá tuyệt vời ạ, quá là xuất sắc luôn. Chậu này em bán 120.000. Và chậu số 30, cái giò này em xin phép bán 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là những cái giò lan trầm rồng đỏ, mặt hoa trầm rồng đỏ đây cô chú anh chị này, sắc hoa đỏ thắm luôn. Cái điện thoại của em sắp hết pin rồi, hoa nó bị chìm mất. Môi tuyết, cánh hoa bầu tròn như hoa của trầm rừng luôn cô chú anh chị ạ. Và cái giò này với giá chỉ có 100.000 thôi, chậu này 3 thân ạ. Và chậu số đây là gọi là chậu 31, chậu 32 này 110.000. Và chậu 33 cũng với giá 110.000 thôi. Đó, trước đây mỗi để mà sở hữu một cái thân chậu trầm rồng đỏ thì người ta bán thân trên 300.000. Để có một cái giò lan đẹp phải bán mua hơn 1 triệu. Còn bây giờ ạ, cái giò lan như thế này chỉ có giá 100.000. Đó, thực sự cái giá nó quá rẻ luôn với cái vẻ đẹp mà nó mang lại, so với cái vẻ đẹp mà nó mang lại ạ. Cái giò này thì 4 thân, 3 4 thân gì đó mà thân to hơn cả ngón chân cái luôn này. Bán giò này với giá 120.000. Và sang hình tiếp theo là hình 35, cái chậu này em bán là 120.000 đây cô chú anh chị, 7-8 thân gì đó nhá, 7-8 thân gì đó 120 ạ. Hình 36 cũng với giá 120.000 ạ. Và hình số 37 này, 37 với giá là em bán là 110.000. Và 38 ạ, cũng với giá 110.000 ạ. 39 này ạ, 39 đây với giá là 120.000 nhá. Và 40 này với giá là 110.000 cô chú anh chị, ba thân to, ba thân rất là to luôn. Và sau bên này đây sẽ mặt bông trầm cổ. Riêng dòng trầm cổ cô chú anh chị nhìn thân của nó không có lẫn đi đâu được nhá. Không phải tự dưng nó có mặt tên gọi là trầm cổ đâu, tên của nó gọi là trầm than củi. Một cái mặt bông mà hoa rất là xuất sắc, được giữ giống bao nhiêu năm nay rồi. Và trước đây để mà sở hữu một cái thân trầm cổ cũng là một cái điều gọi là xa xỉ vô cùng luôn cô chú anh chị ạ. Trước đây nó cực kỳ là đắt. Đây mặt bông trầm cổ đấy ạ, trầm than củi đấy ạ. Cánh hoa đỏ, rất là đỏ luôn. Đó, và cánh sáp bóng rất sáng, đẹp. Đấy, hôm nay thì điện thoại của em hết pin nên nó không lên màu được. À, đây nhá, một cái giò lan hình 41 này. 41 này, một cái chậu trầm cổ đẹp tuyệt vời như này. Em bán với giá 120.000 ạ. Và 42 ạ. 42 quá tuyệt vời luôn. 130.000 cô chú anh chị nhá. 130.000, thân nào thân đấy đua rất thẳng. Lá xếp rất là đẹp như vậy. Và sang hình 43, cái giò này em bán 120.000, 110.000. Và hình số 44 này ạ, cũng 44 nhá, cũng với giá 110.000. Dạ, 44 với giá 110.000. Và 45 đây ạ, cũng với giá 110.000. Và 46 này, cũng với giá 110.000 ạ. 46 với giá 110.000 đây, chậu này 4 thân ạ. Và bên này đây là mật ong khoái đây, một cái món quà phải nói là rất là tuyệt vời từ thiên nhiên. Vàng, ươm và trong vắt đặc sánh luôn cô chú anh chị nhá, mật ong khoái ạ. Cái mật ong khoái này thì cô chú anh chị yên tâm cho em là hoàn toàn lấy của người dân đi rừng về nhá. Em bán mật ong khoái này với giá là 200.000 cho 1 kg, hàng cả sáp. Hàng cả sáp, tuy nhiên thì cái lượng sáp nó rất là ít, chủ yếu là mật thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mua về làm quà tặng, quà biếu thì không có gì tuyệt vời hơn như thế ạ. Đặc sánh thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Này đây em có chè dây này, sạch đúng nghĩa luôn cho cô chú anh chị nào đang cần tìm chè dây nhá. Yên tâm cho em, đảm bảo vệ sinh sạch từ nghĩa bóng đến nghĩa
nhĩa đen thịt nhĩa bóng ạ, 100.000 cho một túi 1 kg chè dây. Cái này tự tay nhà em làm nên em đảm bảo chắc chắn luôn. Bên này đây là miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg ạ. Sau bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 5.000 cho 1 kg. Dớn bảng kích cỡ là 20 30 với giá 18.000 và kích cỡ 13 20 30 với giá là 15.000. Sang bên này đây thì em có chế phẩm dành cho hoa lan Atonic 12.000 cho một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000 nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ và B Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, B1 Thái với giá 4.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu dơ dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn ạ. Cát tan đặc trị thối nhũn thì 35.000 cho một gói nhé. Em có Kim Kim Bun cũng là dọc đặc trị thối nhũn, em bán 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Và phân bón phân dê, cái chiều dài ở đây là với chiều dài là 20cm với giá là 4.000 một túi. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi ạ. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương. Đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg ạ. Một cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo luôn. Bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa nên cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu nhất, hạn chế nấm bệnh và cực kỳ là lành tính, thoải mái cho chính trị bón hay trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu dễ luôn đấy ạ. Này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, với giá 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt. Và những cái giọt tinh dầu hồi ở đây được hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Và rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Mùi hương của nó thì giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần và giảm đau rất là hiệu quả luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị thử một lần lấy 1 đến 2 giò lọ tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng để thưởng thức và cảm nhận cái mùi hương, cái sự thư giãn tuyệt vời mà nó mang lại ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.